Chào cả nhà, em lên hai con đồng hồ độc lạ có đèn nền nha cả nhà. Một con là Casio Lay-ay Titan nha, size 38, một con là Dakota của Nhật. Đó, size 40 nha cả nhà. Dây thép đúc, con này là Titan nha. Đó, thì hai con đều có đèn nền, như là con này vừa có đèn nền vừa có dạ quang 2 ô cửa lịch nha. Size 38 nè. Đó. Có dạ quang nữa nha. Rồi đèn nền 550 bao ship một con nữa nha. Đây như con này nè. Đó, con này đẹp nha, 550 bao ship nha. Đều có cửa lịch hết. Độc lạ nữa nha, Casio Lay-ay Titan. Đèn sáng nha. Mấy con này đèn sáng có nghĩa là chưa có vô nước. Nếu mà vô nước rồi là hư đèn rồi. Đó. Rồi, em mời cả nhà nha.